Thế nên là đầu tiên chúng ta thêm một cái thẻ TH vào trong cái bảng hôm trước này, nhét vào đây một cái thẻ A là create.php. Ở dưới cái phần for x của các cái tr thì chúng ta nhét vào đây thêm một td nữa, và thêm một cái thẻ A là edit.php hỏi.id bằng, viết text ở giữa là chữ edit. Được chưa? Tôi nhìn thấy to rồi. Xong chưa? Được chưa? Rất lâu rồi. Tôi vẫn để các bạn code xong tôi nằm tôi ngủ được giấc. Xong chưa? Rồi, bây giờ để ý này. Cái đoạn này nó sẽ chính là cái URL đúng không? URL có bao giờ các bạn để dấu cách không? Được chưa? Thế vậy thì ở đây chúng ta đừng có cách tiếc gì ra nhá. Chúng ta copy cho tôi cái đoạn user ID này, copy hết trừ cái thẻ TD ra thôi. Copy này và paste xuống sau dấu bằng. Liền. Liền sau dấu bằng nhá, chứ đừng có cách tiếc gì ra cả. Rất nhiều bạn kiểu là học kiểu là học kiểu gì nhỉ, cứng nhắc quá. Các bố viết như này, ID cách cho nó đẹp. Tôi không cần phải đẹp kiểu đấy, đẹp kiểu này là vứt đi nhá. Lên URL nó không nhận đâu, nó sẽ nhận đấy là một dấu bằng, cho nên một dấu cách, cho nên là rất là nguy hiểm. Tốt nhất là chúng ta cứ viết liền, cứ cái gì liên quan đến URL chúng ta viết liền cho tôi, không phải cái gì cũng đưa dấu cách vào được. Xong chưa? Rồi. Check đã. Tab sang cái trình duyệt. Check cái. End user, nhìn cái link ở dưới không? Chắc nó hơi nhỏ. Nó sẽ là các bạn hover vào cổ các bạn ấy. Thì nó sẽ ra cái là localhost php1706-l21-create.php. Đúng không? Còn cái edit các bạn nhìn xem. Sược edit.php hỏi.id. Cái đầu tiên thì bằng 1. Cái thứ hai các bạn giá thế giá trị của nó id bằng 2 đúng không? Được chưa? Cái này người ta gọi là sinh ra động này, dữ liệu động này, viết cấu trúc một lần thôi. Nhưng mà những cái dữ liệu đổ ra nó sẽ phụ thuộc vào cái giao diện hiển thị sẽ phụ thuộc vào cái dữ liệu đổ ra từ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Đây người ta gọi là web động. Tiếp tục này, vẫn chưa hết đâu. Vẫn chưa hết nhá. Chúng ta duplicate cho tôi cái dòng edit lên. Sửa cái edit này thành remove.php. ID vẫn giữ nguyên và chữ này trở thành chữ remove. Trở thành chữ remove nhá. Thì một cái là sửa, một cái là xóa. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là một chữ edit và một chữ remove đúng không? Reload trang. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm gì trước? Làm thêm trước nhá. Hay làm xóa trước? Xóa trước. Bao giờ cũng thế, kinh nghiệm là làm cái gì? Làm danh sách xong sẽ làm xóa, bởi vì những cái thứ đấy nó dễ hơn. Kể cả ở trường các bạn đi thi cũng vậy. Như sinh viên tôi đi thi tôi toàn bắt làm thêm, làm hiển thị với làm xóa trước.
bởi phần đấy dễ ăn điểm. Kể cả các bạn đi làm vậy, cứ thêm dữ liệu mẫu trong cơ sở dữ liệu hiển thị được nó ra đã, xong làm xóa trước những cái phần khác tính sau. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm xóa trước nhá. Thì ở đây các bạn nhìn thấy file là file gì? Remove.php đúng không? Xem trong kia có chưa? Trong số file này có chưa? Chưa đúng không? Thế bây giờ bấm vào sao? Lỗi, object not found. Chẳng tìm thấy. Thế cho nên là bây giờ chúng ta phải tạo ra một file là file remove.php, enter xuống. Tất nhiên trong này code PHP như bình thường. Để tôi xem có cái. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm gì ở đây có biết không? Cái gì mà if iset? Ông iset cái gì? ID nào? Đúng rồi, chúng ta cần phải lấy được cái ID của cái người dùng mà chúng ta cần phải xóa. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có là biến ID bằng iset của cái đô la gạch dưới get. Ở trên URL là cái gì? URL là cái ID này đúng không? Thì copy cái ID này, paste vào đây. Yeah. Học lập trình là cái gì copy được thì phải copy ngay lập tức, đừng có dại mà ngồi gõ ra. Các bạn gõ tiếng Anh như shit ấy. Nên là cứ cái gì copy được thì nên copy. Bằng chu thì, tức là nếu mà ở, nếu mà cái trang này gửi sang có tồn tại cái biến ID ở trên URL thì mình sẽ gán cái biến ID của mình bằng cái $getID vệt vào đây. Còn nếu không thì gán cho nó bằng null. Xong chưa? Trong lúc chờ đợi tôi lại ngồi đọc truyện. Xong chưa? If ID bằng null thì echo ra, echo ra một cái thẻ H1, đóng thẻ H1. Ở đây sẽ là size đường dẫn, ví dụ thế. Và một cái thẻ A. Có cái href bằng index.php. Và ở đây chúng ta sẽ có tag cho nó là bằng trở về trang chủ. Đóng thẻ A. Và đài đây. Để nó dừng lại nó không chạy nữa. Cái này người ta gọi là validate dữ liệu bằng code backend. Và code nếu mà sau này các bạn giữ được cái tư duy là trước khi làm cái gì cũng phải check null trước thì cái đấy nó rất là tốt, các bạn sẽ ít bị chửi khi mà bắt đầu đi làm. Bởi vì một trong những cái lỗi của sinh viên mới ra trường dễ gặp phải nhất là không bao giờ check null. Cho nên là suốt ngày bị chửi. Lúc nào nghĩ cuộc đời nó cũng màu hồng. Nghĩ là không ai lừa mình bao giờ.
anh xin gì thì anh xin đi. Anh hỏi chúng nó xem có cho không. Chắc chắn không cho đâu, đội này sinh viên mà. Mình xin 10 phút nha. Mình hôm nay theo phòng đào tạo vào đấy khảo sát ý kiến học viên đã học lên về chất lượng đào tạo, chất lượng về bài giảng và chất lượng về giảng dạy đây, chất lượng cơ sở vật chất. Và mọi người cho mình cái đề xuất vào trong này. Yên tâm, cái này gần như là họ bí mật, mọi người có đề xuất gì cũng ghi vào. Không ai biết là phiếu này của ai sai đâu. Nắm quá anh, phiếu ghi tên, ghi lớp, rõ ràng mà thì không ai biết là ai. Không, ở đây chỉ có lớp có tên thầy thôi. Ở đây có khi đặc biệt là thầy chị. Đang định bỏ đít chúng nó để cho chúng nó về đi nhậu, nhưng mà chúng nó lại không về anh ạ. Chắc hôm nào phải vào lớp dạy hạn. Vào lớp dạy hạn. Đi yêu cầu được tất cả lớp. Lớp dạy hạn, anh vào lớp K31, K30. Tất cả. Bọn đấy đang nát lắm rồi. Sợ không kịp bảo vệ. Nên đang phải vào định là nối vật cho thi. Cho thi, không bảo vệ. Bảo vệ làm sao thì bảo vệ tổng mà. Phải có điểm bảo vệ tổng mà. Thì lấy điểm thi thay bằng điểm bảo vệ. Ui, thế còn dụng hơn ý. Vì sao? Vì thi nó sẽ khó làm hơn. Thế nhưng mà năm nay có mỗi chỉ cá nhân thôi, chứ có gì nhóm thì cũng còn rồi thì cá nhân thôi. Chứ còn sợ đang bảo chúng nó làm Laravel. Sợ ra thì hơi căng. Tại vì kiểu gì nó không hiểu được. Chứ còn để xây dựng lại MVC cho chúng nó làm chắc là không tháo một. Không thì cho tốt thật. Có đấy. Cho nó để xem. Cho nó. Đến tháng 10 mới bảo vệ nó mạnh. Khoảng 1 năm. Đấy. 1 năm. Thì còn khoảng nửa tháng 20 ngày. Cho nó chạy cốt thuần, cho nó bê mồm ra, sau đó mới biết khi nào ở thị trường nào sử dụng. Cho cốt bê thuần, không làm đâu, lời lắm. Giao diện thì còn được. Kể cả dữ liệu. Thuần dễ hơn nhé. Thuần thì dễ hơn. Là ném đâu cũng được. Sau nó mới ngộ ra là MVC, là Laravel nó hỗ trợ nó những cái gì. Chứ gọi là nó mưa rồi, cấm đâu mình nói mưa rất khó hiểu lắm. Mẹ thật, một cái này hả? Cả bóng bút cũng mệt hơn cả lớp này nhiều. Lớp này là nó định hướng hết rồi. Lớp sáng mà lớp sáng của anh kêu. Lớp sáng cả 31 á. Cả 10. Cả 10 á. Yếu thì hay kêu khó. Chả khó. Anh dạy lúc nào chả khó. Mà cả 31 đây đâu có thằng lớp 12 lần trước. Lắm là thầy luôn. Đúng không? Đấy. Nghĩa. Đó, dạy đó nó cũng không bật. Nó chỉ nhờ nó nhờ thì em biết thế hắc rồi lấy thấy mấy hôm cũng đỡ đỡ sau rồi sau hôm rồi lại tưng tưng kiểu phong độ lên cao xem quan cái bút của người bạn ấy anh hùng hả bạn ấy anh hùng cha biết tính thế tính trẻ con người cao mốt sau làm cốt rối hôm trước nhìn thấy mấy cái cốt của nó cốt của Nghĩa mấy đứa đó nhìn qua K31 này à mấy dối nó bọn nó không có mắt cốt nhìn em dối, bảo mãi mà không nghe em phải chửi mà nó không nghe luôn. Nói chung là chúng nó chưa ý thức được đâu, bây giờ cứ để cho mình sửa dần chứ bảo nó đục phát làm đẹp ngay thì khó là nhà nhiều đứa yếu này đó. Cái người chuồng của thông nên yếu. Nhưng mà thế em thấy khóa này thật ra là mình dạy chậm. Mình chạy dạy chậm rất là nhiều. Tách hết ra rồi. Đúng không? Mình dạy chậm hơn so với K30 rất là nhiều. Thì chúng nó còn tiếp thu được đấy. Gọi là nhập được vào người. Chứ còn như với lại bọn này nó cũng mới vào mình dễ nặng. Khó đấy. Dễ đâu. Dễ nặng. Anh thấy bọn nó nghiêm túc hơn bọn K30 rất là nhiều. Có lớp B1 thì đi đầy đủ, có lớp B2 có một số yếu. Bởi vì có thằng Dương,
lớp đấy một phần do thằng Dương. Thằng Dương thằng đấy nó nhập vai nhiều mà rất là nhập tâm. Nó nhiều khi chứ còn cái Vân Anh thì nó không nể. Tức là nó chưa làm được phục. Không phục. Với tốc độ học mà cho cao người học nào cao người bắt buộc phải cho học chứ là bắt buộc phải cho học. Còn thực ra nó cũng là rủi ro mà cũng một phần là do chỗ đi học nhiều quá, không phải là trách người đi trước nhưng mà đi học nhiều quá biến làm không biết. Ngày trước học Android khó quá vào đấy khó quá cho kỳ đầu vào Android Android với lại C cộng cộng không anh cũng khó quá người buổi C đóng ép phải dạy C cộng cộng trước người buổi C cộng trước nhưng mà các bạn là dạy sâu quá C cộng lại dạy sâu quá khó thật bởi vì bọn nó cái mục đích của nó dạy ban đầu chỉ là tập nền tập quen thôi biết cái code rồi thì là cải thiện những kỹ năng cơ bản thôi, chưa cần phải hiểu về logic quá nhiều. Nhiều khi cao người tụi em coi là muốn tạo cái móng bắt đầu để cho Android trở nên cùng sở hết. Lớp K30 là có nghĩa đi làm rồi đó, nhau không ạ? Để làm chỗ ở chung hai chị. Cái chỗ Suico mà nếu mà không đi học không là học được nào vào những bèo thì nó đi hình như là mobile mà đâu là OOP vẫn là web nhưng mà lại bên đấy họ làm bên Nhật nói chung nó bảo là tốt nó sẽ không được hỗ trợ không được thư viện luận vô tay là toàn thì hả một phết đấy bắt buộc nó ở tốt phải biết HTML CSS với cả thì thằng định nghĩa thì cũng khá hơn anh thêm một lời chị em khá nhưng mà làm đấy là cái không phù hợp thì đúng không phải đấy mắc là 6 triệu không lên được không lên và PP mà không lên là PP là PP sẽ lên làm PP thì nói chung là nó sẽ khá hơn thôi chứ còn nếu mà không có đột phá gì không lít thêm một cái công nghệ nào nữa được ấy, thì cũng khó biết phù hợp nữa offer là 700 trở lên mà offer thôi, up to rồi. Có chỗ chuyện ở chuyện mà 700 đến 1000 biết nào? Em biết mà em là gì? Đó. Nhưng mà thế thôi chứ còn để vào thì nó đi đủ kiểu. Đi, chả đi, đi chết ngay. Đi tạo. Đứng riêng thôi. Đấy, thế là mất bố mất 1 tiếng rồi. Tiếp tục. Không nói nhiều. Có khi phải kiếm cái quạt công nghiệp có thổi từ dưới thổi lên anh ạ. Thế còn mát hơn điều hòa. Vào ok anh. Được chưa? Nếu mà pass qua được cái này, pass qua được cái echo này thì là chúng ta đã có ID rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ code tiếp như sau. Đầu tiên là phải có một câu SQL đã. Kiểm tra null xong để kiểm tra xem cái ID đấy nó có tồn tại trong cái sở dữ liệu không thì mới tiến hành xóa đúng không, chứ không thể nào mà xóa một cái đối tượng nó không có thật được, được chưa? Thực ra nếu mà chỉ làm test không ấy thì chúng ta xóa thoải mái, kể cả không có where ID bằng một cái số nó không tồn tại thì nó vẫn thực thi mà đúng không, nó không báo lỗi. Nhưng mà làm như thế nó sẽ tạo cho các bạn một cái thói quen rất là dở, khi mà làm một cái gì đấy chúng ta không check đầy đủ, không check cẩn thận, mất thời gian một tí nhưng mà chúng ta làm nó yên tâm thì nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ trước hết sau khi check null chúng ta sẽ kiểm tra xem cái ID đấy nó có tồn tại ở trong cơ sở dữ liệu không bằng câu lệnh là select
sound from user where ID bằng cái biến ID của chúng ta truyền vào. Được chưa? Rồi, tiếp theo là làm gì? Để lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu với cái câu query này. Làm gì? Execute, lấy cái gì mà execute? Làm gì nào? Tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu. Đúng không? Thông qua cái mớ này. Thông qua cái mớ này đúng không? Được chưa? Thế vậy bây giờ các bạn cắt cái phần này đi cho tôi. Cắt nó đi. Cắt nhá chứ không phải copy đâu. Cắt hẳn nó đi. Cắt hẳn nó đi luôn. Được chưa? Rồi. Sau đó tạo cho tôi một cái file tên là db.php. db.php. Sau đó chúng ta code php. Mở cái này ra. Và pệt cái mớ vừa rồi xuống. Pệt cái mớ chúng ta vừa mới cắt xuống. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ quay lại index. Tôi dạy chúng ta thêm một cái hàm nữa. Là cái hàm require one req1 tab. Được chưa? Viết vào đây là db.php. Giới thiệu cho chúng ta với cái hàm require và require one. Bút tính đâu ta? Tôi có bút thửa gì ạ? Chúng ta có hàm require. Hàm require. Cái hàm này này, chúng ta thường thường là có thể viết hai cách. Cách thứ nhất là như này, đây là một cái string. Được chưa? Đây là cách thứ nhất viết. Cách thứ hai là không require, nhưng mà cách giấu ra và có một cái string ở bên này. Không phải đóng mở hoặc của hàm nữa. Được chưa? Có hai cách viết. Thì cái hàm này có tác dụng như này này. Nó sẽ bê nội dung, nhớ nhá. Nó bê cái nội dung của cái file đích. Toàn bộ nội dung của cái file nick là cái file db, trong đấy các bạn viết cái gì thì nó bê toàn bộ cái nội dung ở bên đấy, nó vứt vào đúng cái chỗ require của chúng ta. Được chưa? Tương đương với viết lại thêm một lần nữa. Xong chưa? Đấy là hàm require. Đấy nhỉ? Chúng ta có thể test bằng cách sau khi require xong chúng ta kiểm tra thử xem nó có cái biến con không. Ở trong này chúng ta cái db này chúng ta có một cái biến là con đúng không? Đây đúng không? Copy này. Vào index chúng ta va đâm ra cái biến con và die ở đây. Được chưa? Các bạn không phải test. Cái này chỉ cần test chỉ mình tôi thôi. Rồi bây giờ chúng ta quay ra trình duyệt. Chúng ta về index. Cái object video. Nếu mà biến không tồn tại thì nó... Đây ví dụ như biến như này là không tồn tại. Biến ví dụ tôi biến con 1. Thì biến này nó sẽ là cái biến không tồn tại. Undefined variable con 1 đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta đã hiển thị ra được cái giá trị của cái biến con. Được chưa? Thì tương đương với các bạn viết lại cái hàm toàn bộ cái nội dung của file db.php vào đúng cái chỗ mà chúng ta vừa mới đặt cái quay. Được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của cái hàm này. Cái hàm này nó khác gì với hàm đi trước? Khác. Đọc đi. Đọc đi rồi hãng hỏi. Tiếp theo đến require one. Cái require này nó cũng có cái điểm dở. Rất nhiều điểm dở. Đó như sau. Nếu mà chúng ta cài báo trong cái file db như một cái hàm, cái function tên là x, chỉ như này thôi. Được chưa? Và chúng ta tiến hành require nó hai lần. Đây là tôi thử nhá.
chúng ta viết ở trong này một cái hàm function là x như này. Được chưa? Và chúng ta tiến hành require hai lần, require chứ không phải require one nhé. Như này. Nó tương đương với viết lại cái nội dung của file db này, toàn bộ nội dung của file db này hai lần ở trong đấy, ở trong file index đúng không? Thế vậy thì có lỗi gì không? Có bao giờ chúng ta viết được hai cái hàm giống hệt nhau mà liên tiếp không? Không. Viết vào mắt đúng không? Đây chúng ta test chạy ngay. Cannot redeclare x đúng không? Mà x đóng ở ngoặc này là một hàm. Đúng chưa? Thì là nếu mà chúng ta chỉ require thôi, tức là nó cứ cứng nhắc, nó bê nguyên cái nội dung trong cái file đích vứt vào trong cái chỗ mà require ấy, thì nếu mà trong đấy chứa hàm, chẳng may nó chứa hàm thì chương trình sẽ lỗi nguồn ngay lập tức, lỗi trên luôn. Được chưa? Bởi vì chúng ta không được phép viết hai hàm giống nhau. Được chưa? Đó. Thế cho nên chúng ta nó người ta sinh ra chúng ta thêm một cái hàm nữa là hàm require once. Cái require once này nó có tác dụng gì? Nó cũng giống như thằng require ở cái việc là lôi nội dung của cái đích vào trong cái chỗ mà chúng ta đặt require once. Nhưng mà nó khác so với cái thằng require kia ở một chỗ. Đó là nó sẽ kiểm tra nếu mà trước đấy cái file đích kia đã được require rồi thì nó không chạy nữa. Được chưa? Nếu file đích đã có rồi nó không chạy nữa. Còn nếu file đích chưa có thì nó chạy, nó require. Xong chưa? Bây giờ chúng ta chạy. Đảm bảo được. Đúng nhá. Đó, đấy là cái tác dụng của require once. Xong chưa? Thế bây giờ chúng ta lại cần ở file remove này, chúng ta lại cần kết nối cơ sở dữ liệu đúng không? Thì lại bê cái require once của thằng này vào. Copy vứt vào đây. Xong, bây giờ đã có connect. Đã có đến kết nối đến cơ sở dữ liệu rồi. Xong chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái biến STMT bằng cái biến con trỏ đến prepare cái câu SQL kia. Sau đó STMT trỏ đến execute. Và có một cái biến result. Ở đây là biến user bằng với STMT trỏ đến fetch gì? Có biết không? Fetch hay fetch all? Tại sao là fetch all? Tôi cứ fetch đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành va dump ra cái user. Xem nó ra cái gì nhá.
Xong chưa? Nó ra cái gì? Lỗi à? Lỗi sao mà lỗi? Nó ra một cái mảng. Thế nếu mà bây giờ tôi sửa cái số 2 thành số 200 thì sao? Cái ID có tồn tại trong DB không? Không. Đúng không? Tại sao phải phép ôn? Đúng chưa? Nếu bây giờ nó bằng null thì sao? Sai đường dẫn, trở về trang chủ. Đúng không? Bây giờ nó bằng 1, ra đối tượng này. Nếu mà nó bằng 2, cũng ra đối tượng này. Bây giờ nó bằng, người ta điền vào đây là 3 thì sao? Ra phone đúng không? Thì chúng ta sẽ có gì? Nếu mà là cứ bằng phone, cái giá trị của user mà bằng phone, tức là cái ID người ta truyền vào là một cái số bậy bạ, không tồn tại, đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau. If nếu user bằng phones, nếu user bằng phones thì là echo cái này ra. Ở đây chúng ta không echo là sai đường dẫn nữa, mà chúng ta báo là người dùng không tồn tại. Lại trở về trang chủ. Hai cái title
nào mình vừa tận xóa đó, được chưa? Cam chua, xì, được chưa? Bên sang. Được chưa Yến? À, được chưa hả Vượng? Em tưởng lại.
cóp thì không cóp, toàn làm vớ làm vẩn. Được chưa? Rồi, nếu mà cái user này, cái ID này không tồn tại trong cơ sở dữ liệu thì nó sẽ hiển thị ra cái này. Bây giờ nếu nó tồn tại thì sao? SQL, à quên nhầm, chúng ta lại có một cái biến là SQL, nó sẽ bảo câu lệnh xóa là gì? Delete, delete, gì? Gì nữa? Đến bảng, from, tên bảng, where, id bằng 2.id. Tôi dạy cho các bạn cách một cách khác để xây dựng câu query. Tôi viết vào đấy là 2.query. Bởi vì sau này khi trong một câu SQL của chúng ta có rất là nhiều tham số truyền vào, ví tỉ dụ như câu insert hoặc câu update chẳng hạn, đúng không? Thì những cái số lượng tham số truyền vào cực kỳ nhiều, thì chúng ta sẽ phải, nếu mà buy dữ liệu vào mà dữ liệu dạng text ấy, thì chúng ta phải như thế này. Như thế này. Đúng không? Đây phải bỏ cái này đi. String đây. String đây. Như này. Xong rồi $ID. Như này đúng không? Làm nó rất là rối mắt thì chúng ta chuyển nó sang kiểu này. 2.id. Được chưa? Rồi bây giờ chạy tiếp gì nữa? STMT bằng con trỏ đến prepare $SQL, cứ prepare xong đã. Được chưa? Xong chưa? Rồi, đây là câu lệnh delete của chúng ta. Sau đó chúng ta lấy, bây giờ mình nhét dữ liệu vào cái chỗ 2 chấm này. Chúng ta có STMT trỏ đến by value. Value ở vị trí có cái 2.id thì chúng ta sẽ gán cho nó giá trị bằng biến id. Xong. Sau này nếu mà có thêm một cái biến nữa chẳng hạn, ví dụ như chúng ta có một câu and name bằng 2.name thì chúng ta lại STMT by value 2.name phải cái gì đấy nữa vào đây. Sau đó STMT trỏ đến execute. Và tiến hành redirect về trang index thì chúng ta sẽ có header. String là location 2.index.php. Đó. Vâng, phải vẫn xóa hai cái đó. Ngu. Để thêm xong chưa? Test. Để trang chủ đó này. Bấm xóa thằng member nhé. Bay chưa? Xóa nốt thằng admin. Bay luôn. Ở đây có bạn nào không bay không? Bay hết rồi.
Đâu ai không bay? Sao nhiều lỗi thế? Nhìn nhau ạ? Chắc chỉ đây mà. Anh muốn bay mà. Chưa
chưa nhìn cái sai đâu à? À, sao? Sai một thằng không đi cốt nữa đâu. Nhìn có sai giống em không luôn đấy. Cái tivi
view để tôi ngồi trên này tôi tìm view để thấy người khác mà xem chung là có bạn thôi nhỉ, chán lắm. Rồi tiếp tục giá. Vâng vâng, alo ạ. Vâng à, anh bảo này xong hết tiền, bạn chờ tôi tí nhé. Mở cái file create. Alo. Vâng. Vâng. Thế à, nó dậy đến đâu rồi? Vâng, vâng, thế để em... Mai có gì mai em nói chuyện nhé. Vâng, vâng, ok. Rồi, ok ạ. Bây giờ những user này, bấm vào đây nó ra cái gì không biết không? Thế mong muốn nó ra cái gì? Nó ra cái gì cơ? Cứ nói đi, có sai có mất tiền đâu. Cái gì? Đấy, to này à? Đúng rồi, ra cái form. Cái cần nhất là cái form để thêm dữ liệu vào. Được chưa? Nhưng mà chúng ta chưa có cái file create.php đúng không? Thêm vào. Copy ngay. Paste xuống. New file create.php. Sao cái này của mình nó to vật ra nhỉ? Thế nó sai sai gì? Yeah. Create.php ngay. Trong này thì sao? Viết code HTML. Trong này tôi có một cái form action bằng save user.php, method bằng post, không accept, accept gì cả. Được chưa? Xong ở đây chúng ta sẽ có cái input. À quên, có cái div. Có cái một cái input type bằng text. Input type text. Có name bằng gì biết không? Cái name là cái gì biết không? Hả? Cái name này này. Sau này ấy, để lấy được dữ liệu của từng field một ấy, thì cái form nó sẽ gửi cái name và cái giá trị của cái name đấy lên. Cái name nó chính là cái ID, ví dụ nó tương đương với cái chữ ID ấy, ở trên URL. Hiểu chưa? Đấy là cái key để lấy giá trị. Được chưa nhỉ? Thì đây là chúng ta có name. Ở trong nó chúng ta hay dựa theo những cái cột ở trong cái bảng ấy. Ví dụ đâu nhỉ? Bảng của lớp mình đây. Table user, trong bảng user này có cột name, cột email, cột password đúng không? Cột avatar. Avatar thì vứt đấy đã tính sau. Bây giờ mình sẽ có cột name này. Placeholder là name. Duplicate thằng div này lên. Chúng ta sẽ có thêm cột là cột email. Type vẫn là text, name bằng email. Email. Duplicate tiếp. Type bằng password. Name bằng password. Placeholder bằng password. Được chưa? Input type bằng file. Name bằng avatar. Placeholder, cái input file này chúng ta không có placeholder. Và chúng ta viết cái chữ, cái label bên cạnh. Label bên cạnh là avatar. Và ở dưới cùng chúng ta có một cái button. Type submit. Tạo. Mới.
Đấy nhá. Tôi chỉ cho các bạn xem cái giao diện này, còn code các bạn tự đi mà code. Nhìn giao diện là bây giờ là phải code lại rồi. Chỉ cần nó xấu xấu bẩn bẩn này, chưa cần phải đẹp. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta điền dữ liệu và rồi submit lên thử coi đi đâu nhá. Đây là Nguyễn Anh Văn. Email là vanna@gmail.com. Password là từ 123456. Được chưa? Avatar chúng ta từ từ map. Cứ thong thả. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ sang vào Solentech, chúng ta tạo một cái file tên là saveuser.php. File này sẽ là file hứng dữ liệu từ cái form này. Được chưa? File này sẽ là file hứng dữ liệu từ cái form mà chúng ta tạo ra ở đây. Giờ chúng ta sẽ biết tạo ra một cái file tên là saveuser.php và viết code PHP ở đây. Được chưa? Rồi, bây giờ để ý này. Nãy tôi nói rồi, cái key nó chính là cái giá trị của thằng name này, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn lấy dữ liệu từ field nào ở trong cái form này thì chúng ta lấy copy, đúng nhá, copy. Được chưa? Copy lại, đừng có mà có, đừng có mà gõ. Copy cái name này. Xong chưa? Nếu tôi muốn lấy giá trị của cái field name, tôi sẽ có như sau. Đô la name chẳng hạn bằng đô la gạch dưới method là gì? Post đóng mở ngoặc name tiếp theo đến cái gì email đúng không?
lại đi copy. Thế giỏi tiếng Anh như tôi còn phải đi copy. Tuyệt vời đấy. Được chưa? Rồi đến cái gì nữa? Password. Duplicate lên. Paste. Paste. Đây rồi ngay. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Bây giờ vào đám. Và đăng name thử coi, name phải email phải password, chẳng biết có cái hàm và đăng này không, tôi cứ chém thế. Được chưa? Chạy đi. Tạo Nguyễn Anh Văn. Văn NA 56 đúng không? Đúng thứ tự chưa? Thế là chúng ta lấy được dữ liệu từ từ cái form rồi. Được chưa? Giờ làm gì? Chèn vào đâu? Chèn đi. Đâu nào? Đâu không tôi? Què què thầy chém gió quay hoan db.php. Đó, chúng ta có một cái biến SQL bằng cái gì nào? Insert into do cái gì? User gì nữa? Đúng không? Gì nữa? Đã lưu bằng gì? Và chấm phẩy ở đây, sau đó có cái stmt bằng con trỏ đến prepare cái SQL, sau đó chúng ta có stmt trỏ đến gì? By value, cái giá trị của name, hai chấm name, chúng ta sẽ ném cái biến name vào đúng không? Giá trị của email, chúng ta ném cái biến email vào. Password thì chúng ta ném password vào, nhưng mà chúng ta md5 cái password đó. Cứ cho là thế. Sau đó chúng ta execute stmt chọn đến execute và header location về index.php, xem nó ra không. Đúng chưa? Này đúng chưa? Đúng chưa?
Nga có đúng không? Này có đúng không? Ngà. Hả? Chắc cũng được. Sao các bạn hay nói từ chắc với lại em tưởng với lại hình như ấy nhỉ? Nói đúng là đúng, sai là sai, chắc với không chắc thì... Cái này còn thiếu một cái rất là quan trọng. Đố ai biết thiếu cái gì? Tôi cho luôn 40.000 tiền quý lớp. Nhanh lên để quý lớp chống đi, tôi còn đi phạt tiếp nào. Sai. Trùng email. Tồn tại chơi gì? Tồn tại cái gì tồn tại? Đây làm gì có ID? Có chuyển ID lên đâu? Đúng không? Bây giờ kiểm tra trùng email nhỉ? Nó to lên. Cái email đấy. Email nào là email đấy? Và copy ở đây. Đây. Copy câu này ra. Copy cái đoạn kiểm tra ID đã tồn tại ấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm như sau. Copy cái đoạn này chưa? Bạn copy cái đoạn này cho tôi. Ở trong file remove nhá. Remove.php. Từ dòng số 9 đến dòng số 17 gì gì đấy ấy. Là SQL select cái gì gì đấy from user where ID á. Được chưa? Copy. Bấm vào save user này. Trước khi thực hiện insert đúng không? Thì chúng ta sẽ là vất cái đoạn này vào. Nhưng mà chúng ta thay thế là select sound from user where email. Where email bằng cái hai chấm email. Sau đó chúng ta prepare QSQL 1 execute. Rồi thì buy dữ liệu. Prepare xong x trong buy dữ liệu email vào trong đấy. Đúng chưa? Xong execute và fetch. Được chưa? Nếu fetch gì là lỗi. Cái này nó sẽ trả ra một trong hai giá trị, một là một mảng, hai là một giá trị phone. Giá trị phone là không tìm thấy đúng không? Thế vậy chúng ta sẽ dừng chương trình lại khi nào? Khi mà tìm thấy, tức là cái user này khác phone. Đúng không? Khi user khác phone thì mình sẽ hiển thị ra đây là email đã tồn tại. Email đã tồn tại, trở về trang chủ. Sau đó mới chạy cái câu nếu mà không rơi vào trường hợp vừa rồi thì mới xử lý ở dưới. Tôi comment vào đây nhá. Một là lấy dữ liệu từ form. Hai, kiểm tra email đã tồn tại hay chưa. 3, thêm dữ liệu vào DB. 4, trở về trang chủ. Xong chưa? Hay cần phải đẩy code lên? Cần xem lại đoạn nào không? Test nha.
F5. Được chưa? Tạo tiếp. Nguyễn Thị Vân à? Vân NT @gmail.com. Phát là 0987654321. Được chưa? Thằng nào giờ ấy báo thức vậy? Xong chưa? Tôi đẩy cốt lên nhá. Đẩy luôn của bọn này. Rồi xong rồi. Bây giờ tôi làm 3/4 cái 3/4 cái thứ ở trong CRUD rồi. CRUD làm quản lý bất kỳ cái gì nó cũng sẽ bốn chức năng này. CRUD. C là create. R là read. Đọc. U là update. 4 là delete. Bây giờ là 8 giờ đúng không? Cho chúng ta đến 8 giờ 30 làm được cái U. U. Làm update thì giờ phải đi nào? Làm sao mà tôi lại chuyển cái ID? Giao diện update sẽ ra sao? Khi update thì chỉnh choát cái gì? Thank you.
sau khi này ba làm mọi người để cũng đã xuất hiện anh biết cả ba mất rồi không ba cũng có đấy ba xuất mình sẽ không hiểu cũng cổ à không nước rồi ngày vừa cốc đây bàn lấy cốc xong ôm rồi vừa mai làm cái cốc gì nhá bữa nào phải làm đi mang về chưa được nó
username. Tại sao phải reset? Xin làm gì em? Sợ đâu? Em... Nói tay thì đi trở về về, ông bảo xếp xếp cái gì mà xếp? Xếp cái chả xó. Bảo bay đi ra, bay đi đâu? Thì có đúng không? Cái đào đâu ra mà nó chẳng có lỗi.
file xong chưa? Xong chưa? Header location. Chạy ra điện form làm gì? Em chỉ thấy em không thích. Còn update được rồi ạ. Thực ra là cái mình fetch vẫn được, fetch nó vẫn ra dữ liệu. Được đâu?
fat thôi, STMT fat, gán cho nó bằng cái biến, kiểm tra cái biến đấy. Có mỗi một đứa xong à? Đâu thế? Mà thằng này còn xong kiểu nửa mùa đấy. À, hai đứa.
Xong chưa? 27 rồi. Chưa nhá. Khổ lắm. Đầu tiên về index này, tập trung vào đây. Đầu tiên về index này. Cái trang chúng ta sẽ điều hướng sang khi mà chúng ta bấm vào cái chữ edit ấy. Nó sẽ là trang edit.php đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tạo mới trang đấy ra. Không thì nó không có chỗ nào để đi. Code PHP vào đây. Ở đây biết việc chúng ta cần phải làm là những gì không? Một là một lấy ID từ URL. Hai kiểm tra ID có hợp lệ hay không. Ba lấy thông tin từ thông tin user từ ID. 4 hiển thị form với những dữ liệu có sẵn từ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái ID từ URL đúng không? Thì mình sẽ có cái biến ID, cái này mình đi ăn trộm ở câu ở cái remove đi. Mình sẽ copy cái đoạn này. Paste vào. Đúng không? Đều là ID mà. Edit hỏi chấm ID bằng mà. Đúng không? Thì mình sẽ có ID bằng cái gì đấy. Tiếp theo, mình sẽ kiểm tra ID có hợp lệ hay không thì là kiểm tra đây rồi. Kiểm tra đây rồi. Tiếp theo, lấy thông tin user từ ID thì mình sẽ lại đi ăn trộm của thằng này. Select sao from fetch. Nếu mà fetch on à fetch bằng fail thì đây, fetch bằng fail thì người dùng không tồn tại, không phải edit về trang chủ. Nếu người dùng tồn tại thì mình sẽ hiển thị form đúng không? Thì bây giờ mình lại đi ăn trộm tiếp cái create này toàn bộ từ cái trang tạo mới. Mình paste xuống dưới này. Xong. Được chưa? Ở đây mình save update user.php. Tách riêng ra để xử lý. Tiếp theo mình có input type text name đúng không? Đây vẫn là name đúng không? Thì value mình sẽ bằng là code echo của cái biến user cột là cột name tương tự như vậy của cột email. Password có sửa không? Có hiển thị không? Không, bỏ đi. Avatar để nguyên đấy. Avatar để đấy, tí mình update. Được chưa? Xong, bây giờ test nhé. Hả? Không. Vậy nó nhớ người ta xóa trắng thì sao? Xong chưa? Back về. Xong chưa? Đúng chưa? Bây giờ submit cái form này lên thì phải cập nhật thông tin mới. Đúng chưa? Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo ra một cái file tên là save update user.php. New file. Xong. Code PHP ở đây. Cái này thì sao? Cái này lại giống hệt như cái save user. Copy. À cái này còn thiếu. Cái edit này còn thiếu. Thiếu cái ID đúng không? Không thì không biết ID là bằng bao nhiêu để mà update. Thì mình sẽ có cái ID bằng cái gì? Mình sẽ có một cái input type bằng hidden, name bằng ID, value bằng user cột ID. Cái này nó sẽ không hiển thị input hidden mà, thì chúng ta sẽ không hiển thị, vẫn thế này. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà gửi lên thì nó vẫn lên như bình thường. Rồi xong. Bây giờ mình copy toàn bộ nội dung của save user, mình paste vào trong cái phần save user, update user. Thì mình sẽ lấy thêm dữ liệu là cột ID nữa đúng không? ID. Được chưa? Vẫn lấy name, email, bỏ thằng password này đi. Vẫn kiểm tra user như bình thường. Nhưng ở đây mình sẽ để là ID bằng cái biến ID. Được chưa?
Sau đó mình sẽ viết vào đây là ID. .id bằng biến ID. Email đã tồn tại. Nếu mà không thì là nếu cái này sẽ là nếu mà email bằng fail. Bằng fail thì ID không tồn tại. À, người dùng thành viên không tồn tại về trang chủ, đúng không? Nghĩ lại này, đầu tiên là lấy dữ liệu từ form này, lấy dữ liệu từ ID, name và email, đúng không? Tiếp theo select sound from user where ID bằng ID. Không, update. Bao giờ cập nhật thông tin cũng là một màn hình. Và màn hình đổi password là màn hình khác. Chứ không bao giờ người ta đi chung cả. Hiểu không? Tí nữa tôi sẽ giải thích cho bạn vì sao. Không, chẳng ai yêu cầu. Nếu mà ở trong form một người vẫn có cái password thì người ta nếu mà đổi thì nó sẽ không truyền được thoại. Nó sẽ không đổi được. Thì sao? Tôi không thích làm điều đấy. Không, nhưng mà trong cái form update của thầy vẫn có password. Đâu? Xóa rồi. Chỉ một cái control x là xong mà. Đây, tôi sẽ tiến hành select sound from user where ID bằng ID truyền vào. Đúng không? Nếu mà không có user, tức là fetch bằng fail, đúng không? Thì hiển thị là thành viên không tồn tại. Thế này đã đủ chưa? Đủ chưa? Kiểm tra này đủ chưa? Hả? Không, phải kiểm tra email chứ. Cái tên quan trọng gì? Trong một hệ thống có hai thằng tên là ngà, chả sao, đúng không? Hai thằng hết giống hệt nhau cũng được luôn. Quan trọng là cái email, đúng không? Email luôn luôn là chỉ là tồn tại duy nhất. Thì ở đây chúng ta chưa kiểm tra email, đúng không? Về nhà các bạn sẽ phải kiểm tra email cho tôi. Cái này khó đấy. Bởi vì sao? Phải bỏ qua cái trường hợp email nó trùng với cái email của người dùng hiện tại, của người đang muốn sửa. Bỏ qua bằng cách nào? Nghĩ thử xem, một câu SQL thôi là xong. Tiếp theo, mình sẽ sửa dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Sửa dữ liệu vào DB này. Thì mình sẽ sử dụng câu lệnh gì? Hả? Update user set gì? Name bằng 2.name. Email bằng 2.email. Password có không? Bỏ đi. Where ID bằng 2.id. Xong chưa? Thì bây giờ mình thay thế cái ID này vào đây và vào đây. Bỏ cái MD5 đi. Name và email execute xong rồi vẫn phải trở về trang chủ như cũ. Thử nhá. Nguyễn Thị Vân này, tôi thêm chữ Anh vào đây. Đúng chưa? Sửa nữa này. Vân đẹp trai. Được chưa? Sửa mail này. Vân NT123. Thế. Được chưa? Bây giờ còn trường hợp là Vân này lại sửa thành Văn. Như này. Phải báo lỗi cho trường hợp. Đúng không? Bây giờ đang có một thằng đây. Nó không sửa được đây này. Bởi vì email của chúng ta đang là unique, cho nên nó không cho sửa. Đúng không? Nhưng mà để như này là chết này. Phải hiển thị lỗi cụ thể cho người dùng, chứ không thể để cho họ thực thi không có lỗi nhưng mà cuối cùng vẫn hiển thị ra không báo gì. Như vậy là không được. Đúng không? Đó, đấy là cái tôi sửa. Update, đây là edit, được chưa? Logic tôi comment vào đây rồi. Bây giờ các bạn check cho tôi
nghĩ ra cách nào check cho tôi cái email nó không được trùng của người khác nhưng mà được trùng của mình. Thử xem. Hả? À? Tại sao phải thế? Chẳng liên quan. Xóa đi là vớ vẩn. Nếu mà xóa đi thì mình phải thực hiện hai câu query. Mà chẳng bao giờ người ta để email rỗng khi nào. Chả ai chấp nhận cái điều đấy. Thử ra nào, nghĩ nào. Đây nha, thử. Cái này cực kỳ dễ luôn ấy. Select select sound from user where email bằng văn na a còng gmail.com string. Được chưa? And đây tôi xuống dòng cho nhìn nó dễ nhìn. And gì? ID khác của văn là 3 đúng không? Đúng không? Được chưa? Hay ID not in đúng nhỉ? Not in không biết có cái not in này, tôi không nhớ lắm. Not in 3. Không có ai đúng không? Đúng chưa? Hoặc là chúng ta sử dụng cái phép khác. Đấy, một câu query trên máy. Xong chưa? Thế bây giờ tôi sửa, tôi thêm một thằng nữa nhá. Tôi thêm một cái thằng user nữa vào đây. Đây, đúng không? Rồi tôi thêm một cái user nữa vào đây nhá. Đây là thiện TH này. Thiện TH a@gmail.com phát là linh tinh. Xong. Bây giờ email bằng thiện TH ID khác 3 ra ngay. Đúng không? Ra ngay lập tức. Nếu mà ra như thế này thì sẽ là gì? Lỗi. Ông update nhưng mà ông update của thành email của người khác đã tồn tại rồi thì là fail. Đúng không? Nghĩ thử coi. Nếu mà nghĩ được rồi thì làm đi, để tôi đẩy code lên. Nghĩ được rồi thì đẩy thì làm đi.
Có phần nào còn thắc mắc không? Thì hỏi luôn. Buổi sau chúng ta sẽ sang cái phần khác. Là bắt đầu học hướng đối tượng mà. Bắt đầu từ buổi tới. Đây là CRUD đấy. Tất cả mọi thứ đều xoay ngành như này. Hả? Chỉ học video thôi. Học một thứ cho tinh là được, không cần học nhiều.